Hello mọi người nhá, em thường review cho cả nhà mình một gốc cẩm phân cực vip luôn. Đây mọi người nhìn, phân này. Cái nhà này có mắt miếc trôn xuống rất là đẹp, đông đặc luôn nhé. Đục đây là 5 cân rưỡi mọi người nhé. Đục tượng hay là cắt tiện đều đẹp. Có chấm điểm nu trôn xuống rất là đẹp. Cục đây dài được 65 phân mọi người. Chỗ rộng nhất đây mọi người này. Rộng nhất đây được 17 phân. Chỗ này được 12. Chỗ đây được 10. Lên đây được 7. Dưới đế đây được 9 phân. Cục đây đục tiện đều đẹp. Đục tiện chỗ này chiều dày đây 11 phân. 10 phân. Gần đẹp luôn. Quá đẹp luôn mọi người. Chỉ đen. Mọi người này. Đồng đặc luôn. Trùm sụn này. Đấy, rất là đẹp. 5kg mọi người nhé. 5 cân rưỡi 5kg à. Cô chú chị thiện chí với cục này liên hệ em nhé. 0338 918 991. Quá đẹp.